Xin chào tất cả mọi người nhá. Bà Long với Lộc chào các cháu nhá. Hôm nay rảnh rỗi bác lại đi ra đi mò cua bắt ốc để xem có được con gì để mà lại làm món lướng hoặc là lấu chuối. Nếu mà được ốc nhiều thì lấu chuối đậu. Bây giờ bác cứ ra mương để bác mò mò cua bắt ốc nhá. Con gì ạ? Con chó thân xa thân xui này, như là cục cái kiểu cục cục đá vôi ấy. Con gì thôi chả biết. Cái này chắc con hến sống lâu năm rồi chó. Ui, nó rúi đến bùn sâu lắm. Mò được nhiều tối về lại làm bữa quá. Ừ. Cháu thấy chất không? Cua đấy được không? Loại này được không? Được rồi. Còn nghĩ là cái mương này nó trăm năm rồi, chắc bọn này cũng phải mấy chục năm rồi đấy. Này, không biết là nó sống lâu năm rồi mà nó nhìn nó sần sùi như vậy, đá vôi đấy. Hôm sau khéo đi mò hết cả cái mương này, khéo được nhiều đấy, bố mò nguyên một chỗ nhiều phết đấy cháu. Đấy, nó rúi tất ra này, sâu lắm. Đấy, nó còn lẫn cả này. May hôm nay nước cạn, hôm nay mà nước đầy thì đây lại hụt rồi. Đấy. Ui, này nó vào tổ hay sao ạ? Chắc bọn này là động vật sống theo bầy đàn. Chả biết này loại gì nữa. Sần sa thần chùi. Con này nó còn bị thế nào ạ? Con này nó già quá rồi. Ừ. Chả biết là loại gì. À, chắc bọn này nó sống lâu quá, nó thay vỏ này quá. Ừ. Lạ lạ. Tối về lại được bữa thôi. Mấy ngày hôm nay không được ăn gì. Đấy. Có con gì đây? Con gì nó bám theo này? À, chắc đấy con. Con. Con đôi một. Gần được bữa rồi. Nhiều thế nhỉ? Ui, thế này có một góc mương đã nhiều kia rồi. Hôm sau nếu mà đi mò hết có mời cả làng ăn. Đây, hôm nay chúng tôi mò mấy một chậu nhiều lắm. Sao rồi, dùng thêm mấy anh em ra mò một khúc tiền. Đây là tiền nhiều lắm. Đấy, các bạn nhìn này. Ví dụ con này sân chùi thì... nhiều thế mò mới có lúc mà lại được một chậu rồi. Thế này mà cứ ra mò. Ví dụ con này nhìn như là gì? Già lắm rồi. Toàn loại hiện sống lâu năm này. Ba con liền. Con này nó chuẩn bị đẻ ra con này. Con này sống lâu chắc nhiều thịt lắm. Đấy, đang nhú cho con nữa này. Đây, cháu này đang nhú cho một con nữa. À, cháu con này nó bị vợ nó cắm sừng, nó móc sừng rồi. Đấy. Móc sừng. Nhiều này cháu chỉ mất chậu ấy. Ôi, chết rồi. Đấy. Nhiều, chìm chậu ngay. Con nó lại bò như nào rồi. Con này cao số. Mình không thấy đâu rồi. Đây các cháu nhìn này.
Bác vừa xuống mò có lúc mà đã được lần này. Như kiểu là đội này hôm nay đi ăn cỗ ở đâu về, nó đang ngồi tập trung ở một chỗ để uống cà phê sao các cháu. Nên là mình xuống sơ ở cứ toàn đôi một tí hết được một chậu luôn. Thôi bây giờ về, cháu mình về để thử xem là nấu kiểu gì nhá. Các cháu thấy món hến này có chất không? Hến nó sống lâu năm mà nó già như là kiểu đá vôi mà nó đang đẻ hến con này. Đây nó đang mọc hến con tất ra ngoài này. Đây này, con này mới to này, có con hến con nó đang mọc to đùng luôn. Bây giờ mới định nấu món gì nhỉ cụ? Bố thì trình độ của bố thì nấu thì món gì cũng ngon hết. Masterchef rồi. Trình độ đẳng cấp Masterchef. May hôm trước không đi thi thế giới không được giải. Nấu món gì cũng ngon hết, nhưng mà bây giờ hay thôi cứ nướng đi. Nướng nướng là ăn là chất nhất. Riêng những nướng món hến thì mà nướng là chất nhất. Nướng siêu cay. Nọ món hàu của bác ấy là nướng ăn chất phết đấy các cháu. Bây giờ để bác tách ra để mà đi nước gia vị nướng nhá. Tách ra. Thân xui thì quá. Con này già lâu năm lắm. Nhìn cái thịt nó đầy như thế này, cháu nhìn nó tròn căng như thế này. Cái này cũng phải sống lâu lắm lắm rồi các cháu. Cái này chắc phải hơn tuổi bác rồi đấy. Nhiều thịt thật. May là hôm nay cái ngòi này, cái mương này nó cạn nước, chứ nếu mà nó mà đầy nước mà phải gụp thì chắc là bác không dám xuống. Bác trình độ nấu ăn này được, nhưng mà trình độ bơi lội thì nó hơi có vấn đề. Cứ bơi thì nó chìm xuống mà gụp thì nó lại nổi lên, nhưng mà phải gụp để bắt con này chắc là bác không gụp được. Bây giờ hến thì bác đã tách vỏ xong rồi các cháu. Bắt tí thì được chậu, nhưng mà tách lâu quá. Tách xong cái chậu này mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ để bác thái gia vị để mà xào gia vị để mình nướng cả tối đêm cả sau. Hồi xưa bác đi làm đầu bếp ở bên Mỹ là thái cái này toàn bằng máy thôi. Bây giờ nhà thái bằng tay này nó hơi nâu. Máy thì kiểu máy cắt cỏ cho bò à bố? Kiểu dạng thế, nó có
lưỡi dao đấy đưa vào cái là nó phay thôi. Cái nó nhỏ mà nó đều nhưng mình thái tay này nó không đều. Gia vị bác xào xong rồi, bây giờ để bác đi giã lạc nhé. Giã lạc trộn vào đây, bắt đầu mình cho vào nướng. Rồi bác cháy lạc vào đây nhé. Bác phải đốt ở trong này nướng nó mới chất các cháu. Nướng ngoài vườn nhà bác kia nó nhiều rắn lắm. Bây giờ tối rồi bác không dám ra ngoài đấy. Bác đang đặt bẫy rắn rồi nhưng mà để mớm nữa bác đi thăm bẫy, nếu mà được rắn là bác làm món rắn nướng siêu cay luôn. Như đợt này chưa bắt được là hốt không lắm. Tối là không dám ra vườn để nướng nữa. Cháu ơi, than bác đã nướng, bác đã gióm cháy rồi, bây giờ để bác cho gia vị để nướng nhé. Cái hến sống lâu năm này là phải nướng nó phải kỹ mới ăn được các cháu. Nãy bác phải vào mạng bác cha là cái loại này nó sống lâu năm lắm rồi nên là nướng kỹ mới ăn được, không có nó bụng chết đấy. Mới có đặt lên một lúc mà đây bắt đầu là nước hơi sủi sủi, đã thấy mùi thơm nó bốc lên rồi các cháu ạ. Bắt đầu bác lại thấy nước bọt nó lại kích thích rồi, lại thèm quá. Ui, ngọt lắm rồi đó. Bác phải ăn luôn con nữa mới được. Con sủi sủi thế này chín hết rồi các cháu. Bữa xong bố nhớ để phần cho con nhá. Còn dài bác nó quay phim rồi, gãi rất là tổ. Cứ lín nó vào tí bố để dành cho, không phải quay cho nó tuột, phải rung hết máy rồi. Được, con này chủi ra này. Bác là mũi nhỏ mồm ấy, là bác thử, bác cứ phải thử ba con bác mới biết cảm giác rồi đó.
ngon ngọt mà nó chất lắm cháu. Đúng là hến nó sống lâu năm nó như kiểu là người cao tuổi về hưu rồi không phải lao lao động mấy mà là rất là đẩy đà chứ không có phải gầy như người lao động vất vả không cháu. Ngon này bà con này, bà con vẫn chưa ấy, bác phải ăn con nữa xong để cho con dãi bác ăn để mà đứng quay phim này không chịu được, nước dãi rớt rồi. Clip này bác xin dừng ở đây nhá, để cho con dài bác nó xuống ăn con để quay phim, nước dãi rất tùm tùm vào màn hình rất hết cả máy quay. Các cháu xem clip của bác thì like, share, đăng ký kênh nhá để xem các clip tiếp theo của bác nhá. Bye bye các cháu.